Xin chào chuyên gia Hamid, xin chào bác sĩ Tiên và xin chào chị Đài ạ. Ngày hôm nay mình đang điều trị dạ da buổi cuối cùng rồi đúng không ạ? Đúng rồi. À dạ vâng. Chị ơi, em thấy tình trạng dạ da của mình ngay từ những ngày đầu ấy thì là do mình sinh em bé à chị? Chị thì sinh được hai bé, tình trạng da bị cải nhiều so với những người khác ấy. À thế ạ. Vậy trước đây mình có điều trị ở tại các thẩm mỹ viện khác không ạ chị? Chị thì đi nhiều nơi rồi nhưng mà nơi nào cũng nói thành công nhưng mà chưa có hiệu quả nhiều chị. Họ có nhận xét gì về những vết rạn của mình ạ? Thì hồi xưa thì vết rạn chỉ là vết rạn trắng, hầu như tất cả các thẩm mỹ viện đều nói vết rạn trắng đều điều trị được, nhưng mà chị thấy hầu như không ai điều trị được cái vết rạn trắng trong bụng của mình. Dạ vâng. Thì khi mà đến với cả Lamia thì ngày hôm nay mình có được những thành quả như thế này thì mình có cảm thấy hài lòng không ạ? Khi mà chị biết đến Lamia thì chị cũng rất là hài lòng về các cách phục vụ, cộng thêm lại bác sĩ thì tâm huyết điều trị thì cũng hiệu quả. Dạ vâng. Nó chưa tương đối nhưng mà cảm thấy hài lòng. Dạ vâng ạ. Thế thì có bác sĩ Tiên ở đây thì bác sĩ Tiên có thể chia sẻ về cái công nghệ dạng da hiện tại đang được sử dụng tại Lamia và đem lại kết quả cho chị Đài ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng ạ. Chị Đài thì chị Đài đang sử dụng cái công nghệ Fusion Blood, công nghệ của Mỹ. Công nghệ này hiện tại đang là công nghệ hiện đại nhất của Mỹ hiện nay và sử dụng cái sóng cao tần vô tuyến. Cái bước sóng này là bước sóng mà nó sẽ cải thiện rất là tốt về tình trạng dạng da. Và mọi người cũng biết là cái tình trạng dạng da mà trắng da trắng ấy là do phụ nữ mình để trong da quá lâu rồi. Nghĩa là gần như là bị lãng quên rồi. Đến khi mình nhắc lại cơ thể mình, nhìn lại bản thân mình thì cái lúc đấy nó gần như là cái mà rất là khó chữa. Thì cái những cái dạng da đấy thông thường những thẩm mỹ viện khác hoặc là đến những cái trung tâm thẩm mỹ khác ấy, hoặc là đến bệnh viện, bác sĩ thường là sẽ chỉ định một là cắt bỏ, có nghĩa là căng da bụng để có thể mình cải thiện tình trạng da, hoặc là một số những cái phương pháp laser toning hoặc facial thì nó cũng chỉ là cái phương pháp mà nó cải thiện một chút thôi, nó không thể là cải thiện được hết cả. Thậm chí có những người sau khi làm xong ấy họ còn bị dạng da thâm hơn, nghĩa từ cái tình trạng da đang dạng trắng và nó gây ra cái tình trạng da nó bị thâm bầm. Đó rất là nguy hiểm. Còn cái phương pháp này thì thực ra thì nó rất là an toàn và hiệu quả. Phương pháp này không xâm lấn gì hết, rất là nhẹ nhàng. Tất cả đều là cái phương pháp mà nó tăng sinh collagen tự thân. Nó an toàn và không gây kích ứng cho bất cứ tình trạng da nào hết. Dạ vâng ạ. Thì có lẽ không biết là chị Đài bây giờ còn nhớ lại những cái hình ảnh mà bụng của mình trước đây bị dạn nặng nề như thế nào hay không? Thì nghĩ tới cái hình ảnh trước đây thì cảm giác như là kinh khủng. Thì nó rạn trắng rất là nhiều, nó bị trùng rất là nhiều, stress căng thẳng phụ nữ bản thân mình cũng sau khi sinh phụ nữ rất là căng thẳng và bị stress nhiều, người của mình hầu như là trở thành người khác. Dạ vâng ạ. Vâng, thì như Thu Vương cũng đã biết là công nghệ như bác sĩ Tiên chia sẻ là công nghệ Fusion Blood này thì gần như là mang lại hiệu quả tối ưu ngay từ buổi đầu tiên đúng không ạ? Và hiện tại thì thấy vùng bụng của chị Đài gần như là đã không còn khuyết điểm nào rồi. Ví dụ có nói là chị chưa qua sinh nở, chắc là quý vị khán giả đây cũng sẽ tin đấy ạ. Quý vị ơi, và ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây đó là chuyên gia cao cấp của Lamia, Dr. Hamid. Hello. So basically today what we have for you is a new treatment using our technology. Fusion Plus, this is a 2019 technology that we bring to Lamia. And after the first treatment, you will see the significant changes in your skin up to 60%. Then if not, we guarantee the refund to you. So we promise this and we guarantee this treatment to you actually. Anh ấy có chia sẻ với chị rằng đó là cái công nghệ Fusion Blood này là công nghệ hàng đầu của năm 2019 và sẽ cam kết là sẽ điều trị được ở buổi đầu tiên đã là đến 60% rồi và sẽ hoàn tiền 100% nếu như mà công nghệ này không đạt được hiệu quả như mong muốn đấy chị Đài ạ. Ôi thế thì tốt quá. Hiện tại bây giờ đấy là công nghệ mà duy nhất trên thị trường thế giới là công nghệ mà cam kết hoàn lại tiền 100%. Dạ vâng. Thế thì sau khi điều trị tại Lamia thì mình có bị thay đổi thói quen sinh hoạt hay gì không ạ? Thì hầu như khi mà điều trị thì những thay đổi quá thì nó bình thường, cộng thêm là bác sĩ cho cái chế độ cho chị để mà được kết quả như vậy bắt chị được nào cũng được mà không sao hết đúng không ạ? Xin chào cái đẹp đúng không ạ? Dạ vâng, thế thì chị ơi, khi mà mình đã tiến hành liệu trình ở đây thì mình có cảm giác gì mỗi lần mà điều trị, có cảm giác đau rát hay gì không ạ? Khi mà điều trị phương pháp này thì chị cảm giác rất là bình thường, không đau, không rát, không có cái gì gọi là đau đớn này kia. Vâng, đây cũng là một ưu điểm của công nghệ này đúng không ạ? Không hề xâm lấn và hoàn toàn an toàn và cũng không hề gây cho các tác dụng phụ dành cho người sử dụng.